Xin chào quý anh em nha. Mình quay cho anh em xem một số tàu cá thu mua của Phú Yên. Mấy tàu cá thu mua này thì dài tầm 16 mét, hết mà rộng tầm 5 mét. Mẫu đặc trưng của tàu cá thu mua Phú Yên. Mấy anh em thu mua này cũng thu mua theo cái đoàn tàu cá lưới quay đêm của Bình Định, đặc biệt thì theo cái đoàn Vĩnh Lợi nhiều, bởi vì những anh em dùng Vĩnh Lợi thì khai thác cái mùa cá chỉ, và hết mùa cá chỉ thì mấy ảnh lên khai thác cùng chung với cái vùng đánh bắt của bên đoàn tàu cá Phú Yên. Còn những anh em bị thắng bị đứt Tam Quan thì mấy anh em khai thác ở cái vùng khơi, hết mùa cá chỉ mấy anh em đi khơi thì anh em đeo phần là tự chiên chữa vô, cho nên là cái đoàn lưới quay đêm, cái đoàn thu mua của Phú Yên thì cũng không có cơ hội mà theo thu mua anh em được. Này, dàn lầu, chi tiết dàn lầu ha. Mấy con tàu cá thu mua thì mình quay thoáng qua về cái vóc dáng của những con tàu cho anh em xem. Còn đa phần tàu cá ghe thu mua thì đơn giản hơn, chỉ ghe máy với đóng hầm đá thôi. Tàu cá ghe thu mua thì mấy anh em cũng đóng thông thường thôi, nói chung là nó không có tầm vĩ đại, nó dở sợ giống như tàu cá lưới quay đêm. Quay vài mẫu ghe thu mua Phú Yên cho anh em xem. Mấy ghe thu mua này là mấy ghe thu mua muối nước, đặc trưng là cái dòng cá nục thì muối nước bán có giá hơn, cho nên là tầm thu mua cỡ tầm này thì cũng tương đối là phù hợp rồi. Bởi vì anh em cái lượng cá mà tầm 4-5 tấn trở lên ở những cái đoạn đường gần 5-30 lý thì mấy anh em re vô trong ngày, cho nên là cũng không cần phải sử dụng những con tàu to hơn. Những con tàu to hơn thì đi tổn chi phí rồi nó cao. Mình quay cái gian bồn tàu cho anh em xem. Ở đây thấy hầm đá không? 2, 4, 6 hầm. Ở đây 18 hầm ha. 18 hầm này thì chở tầm 25-27 tấn đổ lại. Nếu có khả năng thì anh em chở hơn nữa, tùy khả năng của anh em, tùy theo thời tiết im, sự cho phép của thời tiết. Đấy, và cái lượng đá ở trên ghe. Đấy, chiếc này với chiếc này hai anh em, hai chiếc ghe giống nhau cùng kích thước luôn. Thấy chiếc này hình như nó khỏe đẹp hơn ha. Nhìn ghe thu mua cũng rất là rộng rãi, cho nên là khi mình đăng clip là một số anh em nói sao ghe thu mua nhỏ, bởi vì ở đây anh em muối nước chứ không phải muối khô. Muối khô như anh em Phú Quý hoặc anh em Ninh Thuận ở cái vùng Đông Hải á, thì anh em muối khô, cho nên là cần cái con tàu thu mua nó to. Thu mua Phú Quý thì họ có cả kho đông, chất đông, cho nên là nằm ở ngoài biển ngoài giờ nhiều. Ok, xin chào và tạm biệt anh em nhé. Hẹn anh em ở một clip tiếp theo giờ.